Alo cả nhà, mấy bữa nay bận rộn quá, hôm nay mới có thời gian thì mới tình cờ mới thấy có một cái video của một chị. Chị này chỉ sống ở bên Mỹ, chỉ là gọi là fan fan cứng một người rất là yêu thương chàng ca sĩ ha. Thì rất là bất ngờ khi mà chỉ lên cái like, hôm trước thì chỉ có post trên trong cái group yêu âm nhạc rồi, xong rồi hôm nay thì mới coi được cái video của chị. Có những cái chuyện mình cũng hơi bất ngờ một xíu, rằng là tại mình thì mình cũng không nghĩ rằng là cái câu chuyện nó lại rắc rối nó như vậy luôn á. Tại vì cái tánh của mình là mình không có theo dõi các cái group, hay là những cũng không có theo dõi hồi xưa á, cái lúc mà một số những fan vẫn còn kết bạn với mình á, thì mình cũng khi mà kết bạn, cái thói quen của mình tại mình bán hàng nên mình không có để trên new feed của mình tất cả những ai, kể cả bạn bè, hiếm khi nào mình để mình để ở chế độ follow lắm. Nghĩa là mình toàn bộ là chỉ có kiểm tra profile xong rồi duyệt này kia nọ xong là unfollow, không có để trên trên new feed của mình là toàn là những cái tin giải trí rồi tin tào lao rồi chuyện cười rồi phim ảnh này kia nọ thôi, chứ ít có follow cái profile của những người fan lắm, hay là của khách hàng kia. Là cho nên là nhiều khi có post cái gì cũng biết, nhưng mà sau một số những cái câu chuyện đó, biến cố đó, là mình đã unfriend hết toàn bộ rồi, chừa lại một số những người cơ bản là quan trọng nhất trong cái fan club của anh chàng ca sĩ thôi. Và một số người mình cảm thấy là vẫn còn có thể, chỉ khoảng chừng lượng fan bây giờ chắc khoảng chừng còn khoảng chừng 10 người, 10 người có liên quan tới chàng ca sĩ đó ha, còn khoảng 10 người thôi. Thì mình cũng không biết rằng là cái cô đó cổ lại làm một cái video và cổ nói một cái sự thật là cái câu chuyện tại sao cổ rời đi. Nhưng cái chuyện cổ rời đi, cổ giận dỗi hay là cổ có khúc mắc cái gì đó với lại giáo chủ này kia nọ thì mình không biết, hay là với ai đó thì mình cũng không biết, mình cũng không đoán ra được là ai với ai luôn. Thì vốn dĩ là mình không có theo dõi. Nhưng cái vấn đề là mình xoáy vô được một cái chuyện như thế này nè. Thì ra là cái giáo chủ đã chơi cùng một cái chiêu tồi tàn với lại tất cả những người xung quanh. Với mình á thì thí dụ như nói thẳng luôn, cái chuyện chính kiến hôm nay thì mình thích sân khấu thế này, người kia thích sân khấu thế nọ, thì mỗi người đều có một cái ý kiến riêng, ok, không sao hết á, ý kiến khác biệt đó là cái chuyện bình thường, đúng không? Nhưng mà thôi xong rồi thôi, đúng không? Nhưng mà cái chuyện mà vì chính kiến khác biệt mà đi vu khống người ta, xong rồi biến người ta chơi chiêu chơi trò này kia nọ để dẫn dắt dư luận bẻ cong sự thật, rồi dẫn dắt dư luận cái chuyện không có thì nói cho có, để dẫn dắt dư luận ha, để cho biến cho người ta cái hình ảnh người ta trở nên là xấu xí, là tồi tàn, để làm chi? Khi người ta xấu thì mình sẽ trở nên cao thượng, mình sẽ trở nên quân tử, mình sẽ trở thành thánh nhân. Thì ra cuối cùng á là chơi cùng một cái chiêu như vậy đối với tất cả những người xung quanh à. Cho nên những ai mà còn chơi rồi thì ráng mà nhớ mà cẩn thận giữ gìn nữa nha. Chứ không thôi mai mốt mà khi mà cơm không lành canh không ngọt á là trở thành coi như tiểu nhân luôn đó. Để kể cho nghe. Đây là cái chuyện mà Yến quan sát được nè. Với cái chuyện của Yến thì là Yến không hề nói những cái từ ngữ như cấm hay thế này nọ kia, mình chỉ nói nhỏ nhẹ thôi, mình chỉ nói góp ý thế này nọ kia, thì nó đã biến đổi cái câu chữ của mình trở thành cấm này kia nọ ha, rồi để cho đám đông giận dữ lên ha. Rồi ví dụ như mình hoàn toàn không có biển thủ không có gì thì nó cố tình nó ngồi nó nói nó biển thủ thế này nọ kia, rồi thế là bây giờ nguyên một đám tụi nó đâu có đính chính đâu, tới khi nói một cái thì nó kêu chứ xin không có biết cái gì hết trơn á, nhưng mà sao tự nhiên thấy ồn ào cho nên tôi mới lên tôi xin lỗi thôi, được rồi không sao đâu, tôi không có lỗi mà tôi cũng cứ xin lỗi đi. Thì tự nhiên thế là mấy bà già nhảy sầm sầm lên kêu chứ trời ơi, nó không có lỗi gì trơn mà nó đã xin lỗi, bữa nay mới xác nhận là nó là quân tử đó, thấy chưa, là một câu, có nghĩa là chỉ nghe một bên nhưng không nghe bên này mà chỉ nghe bên kia. Thành ra là chỉ biết là mà đúng rồi, tại vì một người mà hoàn toàn không có lỗi gì mà đứng ra xin lỗi thì chả phải thánh nhân lại gì, chả phải quân tử lại gì, nhưng thực sự là nó có chuyện thật sự ha. Rồi bây giờ cái chiêu đó xong rồi mấy bà mới nhào vô kêu chứ tại sao á hả, không bỏ qua cho người ta,
À, tại sao cứ cù nhây cũng như à, cuối cùng thì ra là xấu tính, thì ra là hả à, cho đủ thứ mọi chuyện gán đầu mình ngồi mình nghĩ cũng tức cười. Mới đầu nghe chửi thì cũng thấy cũng hơi sốc, nhưng mà nghe chửi riết nó quen á, cho nên là giống như à, đứng trong bãi rác riết là nghe cái mùi thối nó cũng quen luôn rồi, kiểu vậy á. À, thì bây giờ tới phiên của cái cô này. Cái cô này là sao, cái chuyện của cổ với lại cái người nào đó, cổ bị ai vu khống hay là nói hiểu lầm hay cái gì đó, nói chung mình trời ơi, mình lười theo dõi lắm, mình cũng không biết. Nhưng mình có để ý một cái chi tiết như thế này nè, mình nghĩ rằng là cô này á, cổ đã tự ý, cổ đã rút lui ra khỏi rồi, và cổ hoàn toàn không có một cái gì để giống như là cổ thấy phiền phức quá thì thật cổ rút thôi, cổ cũng không nói một lời nào. Nhưng mà tình cờ tự nhiên lại lôi cái tên cổ vô nên cổ mới lên cổ đính chính. Thì khi mà cổ đính chính thì mới lòi ra được một cái sự thật rằng là giáo chủ đã block cổ rồi, đã block cổ từ cái đời đời tám quánh nào rồi đó. Ủa, mình ngạc nhiên nha, tại vì rất là lâu rồi mình cũng không có liên lạc với cổ, mà tự nhiên bây giờ biết ra lại được thì ủa, đã bị block rồi à? Mình tưởng là tay mặt tay trái tay phải gì chứ, nhưng mà mình nói ủa, mình chỉ biết rằng cô này cổ là một cái người mà đồng hành rất là cùng với chàng ca sĩ rất là nhiều tiền của, bỏ ra không ít những chuyến đi show, những món quà để thúc đẩy MV, những cái để cày view, tiền của không biết bao nhiêu mà kể. Nói thẳng luôn, theo như định giá của Yến thì Yến nghĩ chắc phải tính là tiền trăm chứ không phải là tiền chục đâu. Đương nhiên trăm mà không phải là một, mà là một vài á, để mà cho cái chuyện mà đồng hành cùng chàng ca sĩ như thế này. Vậy thì mà cổ cũng đã góp phần thúc đẩy cái kênh của giáo chủ nữa, đúng không? Nhưng mà giáo chủ vì một cái lý do gì đó đã block cổ, đúng không? Block thì thôi đi, không nói đi thì cổ cũng im, cổ cũng không nói gì. Nhưng mà theo như mình thấy cái chuyện mà block như vậy, nếu mà đã ở một cái mức độ thân tình như vậy rồi á, có chuyện gì thì nói cho nó ra. Ví dụ như không ưa nhau, những cái chuyện mà của những người xa lạ đó thì mình không nói. Nhưng thân tình đã như vậy rồi thì có chuyện gì phải cũng phải cho nó nói chuyện cho nó đàng hoàng chứ, có đâu mà lóc người ta mà chặn đứng người ta vậy. Cái đó nó gọi là sự vô ơn, nó không một sự vô ơn. Hỏi tại sao cái chuyện gọi là à, đâu có làm gì cho mình đâu mà làm cho chàng ca sĩ, đấy là vô ơn. Tại vì nếu không có những cái chương trình của cổ thúc đẩy cho cái kênh phát triển, để cho người ta nhào vô, người ta coi cái live stream của mình để mà người ta lấy quà tặng, thì cái đó cũng là một cái dạng để quảng bá cho kênh của mình, vậy người ta hợp tác với mình thì đó là một cái chuyện người ta cũng đang hỗ trợ mình đó. Thì cái chuyện khi không có gì rõ ràng thì mình phải nói cho nó ra chứ đâu mà lóc kiểu đó, mình thấy mình tức cười. Nhưng mà nó còn một cái chuyện như thế này nè, mình để ý là cái cô này á, cổ không nói ra, nhưng mà nếu mình là người ngoài á thì mình lại thấy đây là một cái chuyện rất là tệ hại luôn. Cô này cổ đã rút đi rồi, cổ không nói, và cổ cũng nói là cổ cũng chả giận mình đó. Nhưng mà đương nhiên rằng là cổ giận cái gì đó hay không thì mình không biết, đúng không? Theo như mình nghĩ thì mình không biết là xưa có đánh đánh hồi xưa là có đính chính gì cho cổ hay không thì mình không biết, tại mình không có theo dõi live, mình không biết. Nếu có thì tốt, còn nếu không có thì cũng nên đính chính cho cổ, còn không biết đính chính ở mức độ nào. Không biết có đính chính theo cái kiểu mà giống như xin lỗi rồi hay không thì mình không biết. Nói chung mình không biết nha, chuyện này có hay không mình không biết. Nhưng mà cái chuyện này à, nói rằng là đã nhắn tin cho một loạt rồi mà không chịu trả lời, rồi lại còn đi mua hàng của người khác. Thế là tự nhiên người ta trong con mắt của người nghe, nếu người ta không tìm hiểu ngọn ngành á thì người ta sẽ nói rằng là trong những cái comment của cái phần bình luận, trong phần bình luận của cái phần live stream của cổ, nhiều người kêu thôi bỏ qua đi, chị bỏ qua đi thôi, lại yêu thương ca sĩ này đi, à, chị bỏ qua đi. Nó y chang cái cảm xúc giống như mình á, là khi mà mình bị vu khống, mình bị nói oan nói ức thì người ta lại nhào vô, người ta lại kêu tại sao lại không kêu thằng kia nó xin lỗi cho đàng hoàng, mà lại cứ nhào vô nói mình rằng là à, phải bỏ qua đi, phải bỏ qua đi. Ủa là sao, tự nhiên tại sao ông trời, tại sao lại lại bất công vậy, tại sao cứ bắt mình phải trở thành thánh nhân vậy, tại sao cứ bắt mình phải bỏ qua mà không kêu thằng kia bỏ qua, ngộ vậy. Tại sao bây giờ cứ vô kêu là à, thôi cứ yêu thương ấy đi. Cái vấn đề là trong con mắt của những người khác mà người ta nhìn cái cô này á, người ta sẽ nói rằng ủa sao tự nhiên cái chuyện đâu có gì đâu mà cũng giận hờn, ủa rồi người ta đã xin lỗi rồi mà
À, mà sao lại còn ổng eo này kia nọ rồi bỏ chàng ca sĩ. Cái kiểu của nó đẩy cho người ta thấy rằng là à, nó đã năn nỉ rồi đó. Nó đã năn nỉ rồi mà cô này cô không bỏ qua. À, đó, nó ghi nó nói rằng nó đã năn nỉ rồi nhưng mà cô này cô không bỏ qua, không chịu trả lời. Thì hỏi chứ bây giờ cô này cũng mới trình ra được cái bằng chứng là đâu, năn nỉ đâu, năn nỉ chỗ nào. Y chang như cái chuyện của mình luôn, là nó đã khiến cho mọi người nghĩ rằng nó đã xin lỗi rồi mà mình không bỏ qua. Thì nó cũng y chang cái chiêu vậy, nó đã năn nỉ rồi mà cô này cũng không bỏ qua. Rốt cuộc là hình ảnh của mình như thế nào, trở nên nhỏ mọn, trở nên nhỏ nhen, trở nên là không chịu, không có quảng đại đó. Thì cô này cũng vậy, nói chuyện có chút chí à mà tự nhiên á, cũng giận hờn này kia nọ, người ta đã xin lỗi rồi, người ta đã năn nỉ rồi mà cũng bỏ qua, cũng đi rời cha cũng đi rời anh ca sĩ, chàng ca sĩ đi chỗ khác. Cái hay của nó, phải công nhận cái hay, mình gọi nó giáo chủ không hề sai luôn. Cái hay của nó là tín đồ của nó tin lời nó, nghe nó như sấm luôn á. Tại sao lại tệ tới mức độ mà biến những người xung quanh mình sau khi rút ra khỏi mối quan hệ với mình một cái là tự nhiên biến tất cả mọi người trở thành xấu xí để cho mình lên ngôi vậy? Tại sao mình không có một cái lời lẽ công bằng nào hết trơn vậy? Trời ơi, nói thiệt chứ. Rồi xong á, nó ngồi nó nói khích nói bác. À, không có dám rời cái Facebook đâu, không có dám dám rời cái YouTube đâu, à, tại vì hả rời thì lấy gì mà ăn đó. Bây giờ tao nói ra xong rồi kêu chứ, à, làm ơn buông tha đi, à, buông tha đi, trời ơi người ơi buông tha đi. Rồi đó, 3 ngày nay tao bận đọc chuyện đó, rồi đó làm đủ thuyết chuyện là rất là bận rộn luôn á, có lên nói đâu. Cũng họ nói thiệt cũng lười, lười đi nghe, xong rồi lười ngồi nghe nó nói cái gì, giống như đi lên giảng đường nó mệt, bắt mệt. Đời biết nhiêu chuyện vui thiệt, nhiều khi không muốn đấu đá đâu. Nói xong thôi. Mà để thử coi coi 3 ngày không nói coi nó làm sao. Nó vẫn tiếp tục nó lên nó nhai. Coi lại cái thằng giáo chủ của mình coi nó nhai tới cỡ nào. Mà sao người ta đã không nói tới rồi mà 3 ngày nay đã không nói tới rồi, nó vẫn cứ lên nó nhai 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 vậy. Nó móc nó méo gì đây? Hả? Trời đất ơi. Sao mà dây nhai dữ vậy? Cái đứa nào mới là cái đứa mà leo lên YouTube nói chuyện mỗi một ngày mấy tiếng đồng hồ, đứa nào mới kiếm tiền từ YouTube thiệt là nhiều, đứa nào mà cà nhây cà nhưa cà nhây cà nhưa, nó không cà nhây đề tài đâu. Nó nói nhiều khi hồi đó có lần đó mình ngồi nghĩ bụng chứ, trời ơi, cái gì nói hoài vậy, ủa sao mỗi ngày nó có thể like mấy tiếng đồng hồ, hay thiệt chứ. Mình ngồi nghĩ với mình nhiều khi mình cũng muốn lên nói, mà nói cái gì, có cái gì đâu mà nói, khi nào có show diễn mới nói, khi nào có tin tức gì mới nói, có báo chí gì mới nói, có cái tin gì mới nói. Mắc cái gì ngày nào cũng like mấy tiếng đồng hồ rồi thì bây giờ nó like mấy tiếng đồng hồ nó nói cái gì đây, làm gì có đề tài đâu mà nói. Thì nó phải đi moi chuyện người ta. Nó đã từng nói là nó chuyên môn đi làm những cái nick giả, rồi nó xong nó đi qua bên nhà người ta, nó chọt 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 xong nó để cho người ta chửi, nó bưng cái câu chửi đó về để nó khiến cho bên đây chửi lộn nhau. Nếu mà mọi người mà chịu khó để ý thì sẽ thấy cái group của nó kêu là yêu thương gì, mở ra người ta hả coi như là suốt từ coi như một cái rít rít mà phải nói độc hại vô cùng luôn. Tất cả những bài post hầu như là đều mang cái tính gây chiến, suốt ngày moi móc người ta. Rồi bây giờ á, ví dụ như bây giờ thằng cái bạn ca sĩ đi, cái bạn ca sĩ bán bánh bò đi, thôi kệ mình không nói tên đi, tội nghiệp người ta chứ. Trời ơi, người ta đi hát với bạn ca sĩ 2 lần. Thế ví dụ cái chuyện mà mình đi mình gặp khán giả, người ta cũng tặng bông cho mình thì dạ thưa cô, chào cô, có gì cô ủng hộ con nha này kia nọ. Cái chuyện đó là chuyện bình thường quá mà, ví dụ hoặc là kể cả như cái chào, dạ thưa cô, có gì con cảm ơn cô đã ủng hộ con chẳng hạn như vậy. Hoặc khi nào có show của con cô đi coi nè. Cũng bị gán ghép là chèo kéo vậy thì sao? Chả lẽ mà bây giờ nếu mà ca sĩ của mình á, mình thương mình yêu nó có tài thực sự đi, hả? Thì bây giờ á, khi nào mình thương nó thiệt sự đi, thì dù 2-3 show diễn ra cùng lúc đi, thì mình ví dụ cùng một ngày cùng một giờ thì mình đi coi trang ca sĩ của mình không mới coi người ta. Còn ví dụ khi nào mình rảnh thì mình giải trí thêm, có mất mát gì đâu. Mà có cái chuyện đó thôi mà lôi lôi người ta nói móc nói méo, nói đủ nói từ cả năm trời rồi vẫn không buông thằng nhỏ ra. Trời ơi, người ta cũng mới có 20 mấy tuổi thôi, người ta ra đời, người ta đi hát, người ta bán bánh bò, người ta này cái nọ, chuyện đó là chuyện quá sức là trong sạch mà sức lao động của người ta, mà mắc gì mà moi móc hoài vậy, suốt ngày đi gây vậy. Rồi đến mức độ bây giờ hỏi chứ, nếu mà bây giờ anh chàng ca sĩ này nè, ảnh mà có một cái bạn ca sĩ của nhà này đi, đúng không,
Bây giờ mà kêu mà ai mà đi hát với bạn đó, nói thiệt chứ nếu mà nói thẳng hỏi bây giờ nếu tôi là ca sĩ mà kêu tôi đi hát chung với bạn, chắc tôi cũng phải ngồi tôi tìm cách để tôi đối phó trước khi nhận lời quá. Tại vì á, ví dụ như giờ đi hát với bạn đó, hát xong rồi sao? Lúc hát thì sẽ bị so sánh, ơi hát không hay bằng ca sĩ nhà mình. Ôi, thôi thôi thôi, hát chợ hát thì bây giờ chỉ mong chàng ca sĩ của mình ra hát thôi, những người khác hát không có nghe. Rồi hát xong rồi ví dụ dạ chào cô thưa cô này kia nọ thì sẽ bị mang tiếng là chèo kéo rồi so sánh. Tự nhiên cuộc đời đang yên bình, tự nhiên đi hát chung cái tự nhiên đủ thứ drama nó đập đầu. Nói thiệt chứ nếu mà yếu bóng vía thì cũng khó mà cự được đó. Rồi xong rồi lời qua tiếng lại, nói rằng là yêu thương cùng yêu thương, trời ơi cái gì đâu mà đi gây chiến, toàn là đem kẻ thù về nhà không vậy. Con người cái tâm nó hẹp hòi quá, người ta có chào mời fan của mình thì có sao đâu, mà cũng hẹp hòi cho bằng được à. Đàn ông con trai gì mà hẹp, cái tâm nó hẹp kinh khủng khiếp luôn. Một cái chuyện to chuyện nhỏ gì mà cứ moi cứ móc, đang suốt ngày đi moi móc chuyện người ta đi về để cho cùng cả đám ngồi cùng nhau xấu tính. Tất cả những người mà ngồi chung ngồi coi cái like, tại sao mà cái like nó đông lên sao? Những cái like mà những người đó ngồi xuống dưới, những người khác hả hê. Cái con người người ta bình thường đàng hoàng, người ta kiếm cái gì đó niềm vui trong cuộc sống, người ta chơi, người ta làm, người ta sinh hoạt. Chứ có đâu mà ngày nào ông chầu hẩu nghe thằng nó moi móc chuyện người khác rồi cười nhau hí hái hửng vậy. Thì cái mỗi lần mà tôi ngồi mà tôi lên tôi làm những cái clip mà gọi là phải phản kháng kiểu này, cái bực bội bản thân lắm đó. Ủa tại sao mình lại phải đi vô những cái chuyện mà gây lộn rồi cái nọ để làm gì vậy? Mình không có can đảm để mà mình nói chứ bây giờ hả, phải nghe để nó nói cái gì, để đối đáp lại nó thiệt sự luôn. Mình biết là phải nghe thì mình mới đối đáp, nhưng mà nhiều lúc mình ngồi chứ thì kệ mẹ nó đi, vợ hả nó muốn nói gì nói đi, thì không muốn cãi với nhau nữa, tại vì hơi đầu cãi miết là nó thằng này, tại cái thằng này nó cần cái đề tài, nó cần có người nói qua để nó nói lại, để làm chi, để nó câu view câu like. Nó ngồi nó nói mình câu view câu like chứ mình ngồi mình im 3 ngày rồi nó vẫn tiếp tục nó lải nhải đó cả nhà. Nó không, nó ngồi nó lải nhải, nó có buông tha cho mình đâu. Đây, cái chuyện từ đề tám quánh nào nó cứ ngồi nó nói hoài, nó quỷ vậy đó. Chứ đề ông nó không nói vậy, nó không có gì thì nó có cái đề tài gì nói. Hết làm đèn, tới làm áo, rồi tới làm khăn, rồi làm móc khóa, cứ như vậy làm miết, cứ ngồi nói miết, nói miết, nói miết. Cái đề tài ở đâu ra mà cứ mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. Vì sao lấy đâu ra đề tài 2 tiếng đồng hồ, mỗi ngày đều nói được 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng lạ lùng thiệt á chứ. Đàn ông, đàn trai gì mình lạ thiệt á. Nhiều mà nó lại vừa xấu tính mà vừa hẹp hòi nữa. Trời đất ơi là trời. Người ta đã buông, buông 3 ngày, người ta không nói ai vậy. Vừa mới ló đầu vô một cái lại thấy nghe nói là lại moi chuyện mình ra, rồi xong lại moi chuyện mua đánh bò ra, lại đủ thứ hết trơn. Rồi bây giờ ngồi coi lại mới thấy là hình như là nó đang biến tất cả những ai mà có chuyện với nó đều thành là những hình ảnh những người tiểu nhân hết trơn. Trời ơi, người ta phụ nữ chứ á, người ta cũng quân tử hơn mình rất là nhiều lần. Đừng có nói đang cái chuyện một cái thằng đàn ông nó xấu mặt đàn ông ghê. Không có thằng đàn ông nào mà nó nói nhiều mà nó lải nhải vậy. Nếu mà đàn ông thứ thiệt á, nó thiệt nó cọc tính, nó không có nói đâu, nó cũng không nói nhiều dữ vậy đâu. Trời ơi, không có thằng nào mà đi một cái miệng mép xếp mép xếp mép xếp nó hoài nói mỗi ngày ngày mấy tiếng, ngày mà ngày mấy mấy lần. Rồi kêu rằng là hả, cái nói người ta là không có can đảm bỏ YouTube, tại vì bỏ YouTube thì đâu có kiếm tiền nhờ YouTube. Ủa rồi bây giờ đứa nào kiếm tiền nhờ YouTube vậy? Rồi đứa nào nói nhiều vậy? Đứa nào không bỏ được YouTube vậy? Người ta bỏ mấy ngày luôn, người ta bỏ cả mười mấy ngày người ta mới lên like một lần. Nói người ta vậy mà không biết nhìn lại mình. Rồi cả đám nữa, cả đám tín đồ. À rồi còn cái vụ gì nữa nè. Kêu là đúng rồi đó, cũng không an đâu. Thì mới đầu thì thấy cũng tội nghiệp thiệt. Nhưng mà lúc đó là đang, cái lúc đó là đang, mình đang trong cùng một đội, ok, thì thấy nó tội nghiệp thiệt. Còn bây giờ nó lại gì? Bây giờ nó ở bên kia chiến tuyến rồi. Nó chỉ muốn mình có chuyện thôi. Thế thiệt chứ thôi thôi thôi, đừng có tưởng tượng tôi là thánh đi, không có đâu. Ở trong đời á, nói thiệt nha, đứa nào có ai mà dám chỉ tay lên trời thề là cả đời tôi chưa bao giờ nói hai chữ đáng đời không? Dám thề như vậy không? Ngửa mặt lên trời thề giùm cái coi. Dám thề trên sinh mạng của mình với cha mẹ mình hay con cái mình là cuộc đời tôi luôn luôn cao thượng với kẻ thù. Tôi chưa bao giờ mà tôi nói cái chữ đáng đời với bất kỳ ai không. Nếu là người ta có tệ đến mình mấy thì người ta có chuyện gì tôi cũng vẫn cầu mong cho người đó bình an đời đời kiếp kiếp không. Trời ơi, ngửa mặt lên trời đâu, thề một cái giùm coi. Không, đừng quên đi nha, Yến không có cao thượng tới cỡ đó đâu. Cái đứa nào á
nó đã làm một cái gì nó rất là tệ với mình luôn. Nói thiệt chứ, mình làm gì, mình không làm gì được nó trơn, mình cũng bất lực lắm. Mình chỉ có cái mỏ thôi à, mình chỉ nói tới nói lui, mà thậm chí mình cũng lười nói nữa. Nói được ba bữa xong rồi cái lại bắt đầu lười, không có mấy dính dáng mấy cái này. Mà tự nhiên không à, tự nhiên bị kéo vô cái chuyện lù xù lùm xùm, nó cứ dây 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 dứt dứt hoài, không có dứt được. Đúng không? Thế mình không làm gì được nó. Nhưng nếu ai làm gì được nó thì nói thiệt chứ, trời ơi, cũng khoái muốn chết luôn á. Không phải là kích động hay cái gì đâu, không có cái chuyện đó đâu ha. Nhưng mà đôi khi mình ngồi nghĩ á, nếu mà mình làm cái chuyện gì đó mình cũng trông ngóng, tại vì mình rõ ràng mình bị oan mà, mình cũng trông ngóng ông trời, ổng sẽ có mắt, ổng nhìn xuống cho mình, ổng xử cho mình, cái đứa nó hại mình nó sẽ bị trả giá những cái gì, mình cũng trông chờ cái chuyện đó vậy. Cho nên thôi bỏ nha, đừng có bao giờ kêu ơ trời ơi tôi thất vọng vì cổ quá, trời ơi không ngờ là cổ lại đi đứng về phía bên kia. Nó không phải đứng bên kia bên nào hết trơn, bây giờ bên nào cũng được hết trơn á, miễn sao cho thấy được rằng là à, cái thằng này thì ra nó đã từng đi hại người nè, bây giờ mình lại là nạn nhân của nó nè. Thì người ta hay coi cái câu mà giỡn giỡn ở trên mạng á ha, cái con mà nói rằng là tao không có mong mày bình an nữa, là chúc cho nơi đó là sóng gió triền miên không yên một ngày đó, mấy cái câu đó đó, mấy câu giỡn giỡn đu trend trên mạng á. Mà nói thiệt chứ nhiều khi nghĩ cũng đúng á chứ, trời nó tệ với mình mà sao mình lại mong nó bình an hạnh phúc đời đời kiếp kiếp được, không có đâu. Đổi ngược lại cái vế đó đi nha, đổi lại đi, mình lại vậy đó nha. Ai nói mình tiểu nhân, ai nói mình gì nó không, tôi không phải tiểu nhân nhưng tôi cũng không phải là quân tử. Tại vì tôi phải chờ cái sự trừng trị của ông trời đối với một số người mà mình đã bất lực với họ rồi. Thì mình chờ thử coi ông trời ông làm gì. Tại vì nó xấu với mình được, nó cũng xấu với người khác được. Thì xấu một lần đi đêm phải có ngày gặp ma chứ. Nó xấu một lần thì nó có thể nó thoát nạn, hai lần nó cũng phải dính vậy. Đúng không? Trời đâu ra cái chuyện mà đối xử tệ với mình, đẩy mình vô một cái hoàn cảnh cơ bằng khốn đốn. Với lại coi như là hả, cả làng cả tổng vào vô chửi vì cái lời vu khống của nó đối với mình, vì những lời bẻ cong sự thật của nó. Người ta đâu có ngồi nghe của mình, tại vì người ta chỉ có nghe một chiều thôi, người ta nghe một kênh và nó cứ bơm đều đều trong đầu người ta rằng là con Yến thế này, con Yến thế nọ thế kia. Thì đương nhiên người ta đâu có, người ta vô, người ta chỉ nhìn thấy mình là đã khó chịu, người ta đâu có ngồi nghe mình nói cái gì đâu. Nó bẻ cong như vậy, lương tâm nó có cắn rứt hay không? Mình nghĩ là không. Tại vì nếu một người á, nó thiệt á, nói một người á mà đi vu khống người khác mà mắt không chớp, coi như là miệng không đảo, coi như nó đã quen thuộc, nó đã trở nên tồi tàn mà nó riết nó quen cái chuyện đó rồi. Bây giờ mình ngồi mình nói trời ơi, nếu mà ai mà tỉnh táo một chút xíu thôi, ngồi sẽ nghĩ rằng à, tại sao mà lại có thể vu khống người ta gì được, tại sao nó xin lỗi như vậy được, tại sao như vậy được. Rồi à, nó không có hề nhắn tin năn nỉ người ta, tại sao nó nói nó nhắn tin năn nỉ người ta, xong rồi nó lấp la lấp liếm để cho người ta nghĩ rằng cái người phụ nữ kia rằng là à, cuối cùng người ta đã năn nỉ rồi mà lại không bỏ qua, lại cũng là nhỏ mọn. Ơ đi thì đi đi, ở có những cái con mà ở trong ngồi coi livestream cũng ngồi nói với cổ là à, đi 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 thì đi đi, lượn đi cho nước nó trong, không cần đó, cứ ngồi như vậy không à. Rồi bây giờ ngồi kêu là không phải vì nó mà người ta đi, thì ra là người ta giận hờn vu vơ chứ không phải vì nó người ta đi. Tại sao lại không vì nó? Tại sao lại không vì nó? Đương nhiên là nó có những cái dây mơ rễ má dính líu tới nhau. Nó không có một cái cách cư xử cho đáng mặt đàn ông, cho nên người ta mới cảm thấy thất vọng, người ta mới đi. Đúng không? Ví dụ như nó đàn cư xử cho đàng hoàng, không có lóc, không về trao đổi chị em này kia mọi cái với cái sự tôn trọng, ai ngờ ai mà đi. Nó đã cư xử không phải phép, cho nên cuối cùng người ta cảm thấy không còn xứng đáng để người ta ở lại nữa. Vậy thôi, vừa một cái tình thương với một chàng ca sĩ nhưng mà người ta vẫn còn đó. Nhưng mà để đứng chung hàng ngũ với một cái kẻ tồi tàn như vậy, đương nhiên người ta phải đi chỗ khác rồi. Người ta nói người ta sẽ làm một người fan độc lập, rất là một khán giả độc lập. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là phù hợp, giống y chang như mình bây giờ. Mình cảm thấy nói thẳng luôn, bây giờ cả đám nhào nhào vô kêu à, mày đi ra mày đừng có để, mày đừng có gì với lại cái fan club. Ôi xin lỗi chứ trời ơi, thôi thôi, chỉ có nói những ai đụng chạm tới, chỉ ai đụng chạm tới Yến thì Yến mới gom vô một lũ thôi, đừng trách. Trời ơi, cho nên là thôi nha, đừng có bao giờ tưởng tượng ra là Yến này nó cao thượng cái mức độ mà nó cầu cho cái thằng mà hại nó, cái thằng nói xấu nó, cái thằng đang
đang mỗi ngày moi móc nó để được bình yên hạnh phúc, nó không có đâu, không có nha. Ai làm gì được nó thì cứ làm, nói thiệt Yến sẽ vỗ tay, Yến đứng Yến mừng, Yến coi Yến vỗ tay đó, chứ không phải gì đâu. Cho nên đừng ngồi trông mong lần là Yến sẽ cầu chúc cho nó thế này nọ kia, những điều tốt đẹp nhất không có nha. Nhưng Yến không có làm gì được nó đâu, nhưng ai làm được cái gì thì đương nhiên Yến sẽ ngồi Yến đã, à vậy là coi như là cũng cũng được chứ nè, vậy đó, nói vậy đi chứ khỏi cần, Yến cũng không cần phải 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 delete hay comment hay xóa vậy đó. Mà cao thượng trên bàn phím á, có gì ngửa mặt lên nhìn trời kìa, có những con hả bốt làm những cái bài viết này kia dài thòn lòn, trời ơi mẹ ơi, làm như mình là thánh vậy đó. À, trời ơi, nếu mà hả à, cô, nếu mà cô ấy mà có chuyện, cho dù tôi có ghét cô ấy, nếu mà cô ấy có chuyện tôi cũng sẽ đứng về phía cô ấy thôi, quên đi, rồi kêu rồi cô ấy có chuyện tôi sẽ bên cô ấy. Nói chuyện nghe giọng như thánh nhân vậy, chứ không phải cô ấy mà có chuyện cái cả lũ đứng tay vỗ tay reo mừng à. Trời ơi, bây giờ dám ngon thì ngửa mặt lên trời thề trên sinh mạng của mình với con cái mình, vợ chồng cha mẹ mình coi, có phải là thực sự là Yến mà nó có chuyện gì là sẽ nhào vô binh vực nó không? Tưởng Yến bị gì là vỗ tay mừng gần chết. Bớt cái chuyện xạo 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 đi nha. Bớt cái chuyện xạo đó đi, bớt nói những cái chuyện mà giống như ra vẻ thần thánh phương nào đi, không có đâu. Trời ơi, giả dối riết quen thói, đi theo giáo chủ riết rồi giáo chủ giả dối nên là cuối cùng là quen thói à. Bớt giùm cái, mệt quá. Cho nên á, kêu rằng là buông tha không có buông được nha. Tại vì á, vì thương mà đến cho nên là chỉ có vì từ cái người đó mà rời đi thôi, còn tất cả những đau ria này kia nọ là không có như si nhê. À, phải theo dõi chứ, theo dõi coi coi chuyện gì sẽ xảy ra chứ, coi cái sân khấu nó bị loạn tới cỡ nào. Ngồi kêu rằng là hả một bà nào đó về ở xong rồi bị nói vậy xúc phạm, ai đụng chạm gì mà xúc phạm, mình có nhảy lên sân khấu không, mình có nhảy chầm chầm trên sân khấu không, mình có quậy gì đó trên sân khấu không mà kêu là sợ xúc phạm. Nếu không có đó mà ngồi coi nghe nhạc này kia bình thường thôi thì không ai làm gì hết trơn, mà khỏi cần lo xúc phạm, không ai xúc phạm cho, người ta tôn trọng muốn chết luôn. Và người ta rất là vui khi mà mình đi về mình coi show luôn, kêu gọi chèo kéo để đi coi show nó đằng khác, không ai làm gì đâu mà phải xúc phạm. Còn nếu mà kêu rằng á đổ thừa đó là à, có cái cú điện thoại đó, đổ thừa đó là có một người rời đi, vậy thì chịu khó, có con mắt độc mà biết không, vô đây để mà canh được cái comment lại là à, coi như là à, chắc cũng không ngoan thì chắc cũng phải đọc được những cái comment của những người khác người ta bỏ đi chứ. Biết bao nhiêu khán giả người ta thậm chí coi like người ta còn thèm coi kìa, người ta bỏ rồi kìa, người ta không đi show nữa kìa. Những khán giả đó là bây giờ lượng khán giả đó mất đi rồi, trả lời sao đây? Đừng có nói rằng là, đừng có ngồi mà kêu rằng là mấy chục cái comment đó, cả trăm cái comment đó đều là nick ảo, nick giả nha. Chỉ có nick của mình là thiệt thôi, còn nick của thiên hạ là giả hết ha. Đừng có nói chuyện cái kiểu trên đầu da người ta như vậy, nghe không? Ok nha, hôm nay... chị nói cái nhiêu đó, bữa nào nói tiếp. Còn cái vụ cái mic nữa nha, cái vụ cái mic mà kêu là hả phun phí này kia, cho nên bữa sau làm thêm cái clip nữa, cái vụ mà phun phí cái mic chửi tiếp nè, không có chửi, nói chuyện đàng hoàng, phải người lịch sự mới chửi. Bye bye nha.